Đói bụng là một cơ chế tự nhiên diễn ra hàng ngày trong đời sống con người, đó là tín hiệu cho biết chúng ta cần nạp thêm thức ăn để bổ sung năng lượng. Khoảng thời gian giữa các bữa ăn dao động từ 3 đến 5 tiếng, tuy nhiên, một số người lại có khoảng thời gian này ít hơn, có nghĩa là rất nhanh cảm thấy đói. Đói bụng liên tục có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như không ăn đủ protein. Các nhà khoa học đã chứng minh, protein có khả năng giảm cơn đói, giúp tiêu thụ ít calo hơn trong ngày. Bởi vậy, dù bạn ăn rất nhiều, nhưng không đủ protein thì bạn vẫn có cảm giác đói. Thứ hai là thiếu ngủ. Việc ngủ đủ giấc không chỉ duy trì chức năng não và hệ miễn dịch, mà còn giúp kìm hãm cơn thèm ăn vì nó giúp duy trì nồng độ leptin. Tốc độ ăn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bữa ăn. Hầu hết mọi người ăn quá nhanh hoặc không tập trung đến thức ăn của mình sẽ không có cảm giác no vì họ không nhận thức được lượng thức ăn mình tiêu thụ vào. Cảm giác khát có thể bị nhầm lẫn với đói. Vì vậy, một số người nếu không uống đủ nước thì sẽ ăn rất nhiều, lượng nước trong cơ thể còn được chứng minh là có khả năng giúp cơ thể không cảm thấy đói, giảm sự thèm ăn khi uống trước bữa ăn. Cách khắc phục những thói quen này chính là lên kế hoạch thật kỹ về thực đơn của từng bữa, ăn đủ các chất cần thiết, đặc biệt là protein và uống nhiều nước, luyện thói quen ăn chậm, nhai kỹ, dành thời gian để nghỉ ngơi, việc ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn quên đi cơn đói và có một tinh thần tốt hơn khi thức dậy. Ngoài ra, để đạt hiệu quả tốt hơn, các bạn nên sử dụng viên uống giảm cân calo cướp vào trước những bữa ăn để hạn chế cơn đói và giảm lượng calo hấp thụ. Calo cướp là thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân bằng phương pháp gây no tự nhiên, giảm cảm giác đói và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Các nhà khoa học của calo cướp đã ứng dụng quy trình sản xuất độc quyền, trải qua nhiều năm nghiên cứu dưới sự hỗ trợ kinh phí của chính phủ Hoa Kỳ, viên uống calo cướp ra đời, trở thành giải pháp giảm cân an toàn với thành phần có nguồn gốc 100% từ thực vật. Viên uống calo cướp chỉ chứa duy nhất 3 thành phần chính, tất cả đều là chiết xuất từ thực vật. Trong đó, hoạt chất chính tạo nên sự thành công của calo cướp là amazasate, chiết xuất từ hoa bia. Chiết xuất này tạo nên vị đắng tự nhiên, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn, giúp bạn cảm thấy tự tin trong vấn đề ăn uống. Trong calo cướp, amazasate được gọi là phanh đắng. Khi vào đến ruột dưới, vị đắng này sẽ được giải phóng và kích thích các tế bào cảm giác, sau đó truyền tín hiệu đến não để tiết ra hormone cảm giác no CCK. Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi dùng calo cướp, các bạn sẽ cảm nhận rõ dấu hiệu no, không muốn ăn. Hãy bắt đầu một chế độ ăn hợp lý và quên đi cơn đói cùng viên uống giảm cân calo cướp.